Xin chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tin nóng bầu cử Hoa Kỳ năm 2020 và 2021. Ông Pence nêu rõ tất cả chúng ta đang sống sót qua ngày đó, ngày 16 tháng 1 2021, và khi Tổng thống Trump đã tuyên bố rõ ràng vào ngày hôm qua, chúng tôi tuân thủ sự chuyển giao trật tự này và một lễ nhậm chức an toàn. Theo ông Pence, ông Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1, 2021 theo một cách phù hợp với lịch sử và những truyền thống của chúng ta và theo cách tôn trọng người dân và nước Mỹ. Những tuyên bố trên được ông Pence đưa ra trước một cuộc họp an ninh ở trụ sở Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang và trong một cuộc họp với lực lượng vệ binh quốc gia đang bảo vệ tòa nhà Quốc hội. Bình luận với BBC News tiếng Việt hôm 13 tháng 1, 2021 về các diễn biến nóng bỏng về thời sự chính trị Mỹ tại thời điểm này, nhà báo Nguyễn Khanh, cựu giám đốc Ban Việt ngữ RFA Đài Á Châu Tự Do, trước hết nói với những gì đang xảy ra với Tổng thống Mỹ thứ 45 sắp mãn nhiệm. Trước hết, có thể thấy đây là một giai đoạn chính trị Mỹ gay gắt nhất từ trước đến nay, nhiều sóng gió khó lường. Nhưng có thể thấy là tại thời điểm này và nhìn vào sắp tới trong tương lai, có thể thấy rằng Hạ viện đã quyết định đi theo con đường mà họ đã vạch ra, tức là có 3 giải pháp được nói đến là ông Trump từ chức, điều này không xảy ra. Giải pháp thứ nhì là Phó Tổng thống Mike Pence dùng thu chính án 25, nhưng điều này cũng không xảy ra. Vào ngày hôm nay 13 tháng 1 2021, Hạ viện Mỹ gặp lại nhau và họ quyết định là vẫn đi tiếp giải pháp thứ ba, tức là thông qua bản luận tội rồi sau đó đưa sang bên thượng viện. Nhưng trở lại đây với việc luận tội ông Trump thì tôi phải nói ngay là thời gian để làm công việc đó trong nhiệm kỳ này của Thượng viện Mỹ là chắc chắn không thể thực hiện trước khi Tổng thống Trump mãn nhiệm. Lý do rất dễ hiểu là đến ngày 19 tháng 1 năm 2021 thì Thượng viện Mỹ mới nhóm họp trở lại và họ không thể nào truất quyền Tổng thống trong vòng 12 tiếng đó được, bởi vì riêng chuyện tranh luận, bàn cãi không thôi, mà nhất là ở Thượng viện khi bàn cãi, người ta không giới hạn thời gian. Tức là các thượng nghị sĩ có thể tha hồ nói, mỗi người có thể nói 45 phút cũng được, mà 50 phút cũng xong, chứ không phải chỉ 2-3 phút như bên Hạ viện. Do đó không đủ thì giờ, nhưng theo tôi người ta sẽ vẫn sẽ tiếp tục việc luận tội để dẫn tới phế truất này, và có khả năng họ làm việc đó để mặc dù ông Trump đã ra đi, tức là họ muốn nhìn nhận bản luận tội là sự kết án rằng ông Trump có tội, có lỗi trong việc kích động người dân gây xáo trộn ở Thượng viện. Đó là điểm thứ nhất. Và mục đích là sau đó họ đưa ra điểm thứ nhì mà Thượng viện khi đó trong sự kiểm soát của Đảng Dân Chủ sẽ làm, đó là sẽ cấm ông Trump có quyền nắm giữ bất kỳ một chức vụ nào của chính phủ liên bang trong tương lai để chặn đường ông Trump không ra tranh cử năm 2024. Đảng Cộng Hòa sẽ tái thiết. Khi được hỏi Đảng Cộng Hòa sẽ dự định tái thiết như thế nào trong giai đoạn mới sau khi Tổng thống Donald Trump thất cử và kiểm soát ở lượng viện tại Quốc hội rơi vào tay Đảng Dân Chủ, nhà báo Nguyễn Khanh đáp: câu trả lời của tôi là chắc chắn bây giờ Đảng Cộng Hòa phải nhìn thấy con đường để họ thành công hơn ở cuộc bầu cử giữa kỳ 2022. Lý do rất dễ hiểu là cái đa số mà Đảng Dân Chủ đang nắm giữ vẫn còn rất mong manh, một bên tại Thượng viện là 50-50 và một bên tại Hạ viện là chỉ hơn có một chút phiếu mà thôi. Đảng Dân Chủ ước mơ là nhìn thấy một làn sóng xanh, một cơn sóng thần màu xanh của đảng đó ở cuộc bầu cử 2020, nhưng mà rõ ràng là không có, mặc dù họ vẫn chiếm thế đa số. Thành ra tôi nhấn mạnh rằng về mặt lợi thế, ít nhiều Đảng Cộng Hòa vẫn thấy rằng họ vẫn còn có một cơ hội để thành công trong tương lai. Đó là điểm thứ nhất ở đây, mà cơ hội và điểm thứ nhì mà Đảng Cộng Hòa sẽ nhìn thấy theo tôi là hiện tại bây giờ ông Biden không được khoảng 80 triệu phiếu. Nhưng đừng quên rằng những cuộc thăm dò chính Đảng Dân Chủ thực hiện cũng đều nói rằng ít nhất là một nửa những người đã bỏ phiếu cho ông Biden là những người không ưa ông Trump, chứ họ không có yêu ông Biden. Thành ra theo tôi đó là một lợi thế rất quan trọng để Đảng Cộng Hòa có thể tạo động lực nhằm lấy lại ghế Tổng thống vào cuộc bầu cử năm 2024. Nhà báo Nguyễn Khanh, cựu giám đốc Ban Việt ngữ RFA, nói với quốc vương của BBC từ Washington DC. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.